Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Ok, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người rút cái đồng MNC mọi người nhé. Thì cái đồng này em đã hướng dẫn mọi người là 2 tháng trước nhưng mà có rất ít người tin tưởng và bây giờ là nó ra tiền thật rồi nhé. Ok, thì mọi người có gì là theo dõi nhóm Zalo với cả nhóm Telegram để nhận kèo mới nhất mọi người nhé. Ok, thì đầu tiên là mọi người vào cái phần CH Play mọi người nhé. Đây. Mọi người tải cho em cái ứng dụng là tốc này. Em đây là em đã tải rồi, em sẽ mở luôn nhé. Ok. Thì đây đây là em sẽ hướng dẫn mọi người là rút cái đồng MNC về cái ví heo mọi người nhé. Ok. Mọi người ấn trên ấn dưới đây cho em. Ấn vào cái heo cho em nhé. Đây. Ấn vào cái ấy nhỉ. Watch cho em. Ok, thì mọi người tạo tạo ví nhá. Ở trên này là password. Ở dưới này cũng là password. Ok, còn dưới này là mình ghi tên Đức 1 2 3 4. Đấy, ok. Không phải ấn quát nhé. Ok. Thì mọi người sẽ ấn đây cho mình nhé, go it nhé. Mọi người nhớ lưu lại cái này vào trong một cái ví, à một trong cái tờ giấy gì đấy, hoặc là chụp màn hình lại mọi người nhé. Mọi người nên lưu vào trong cái giấy gì để cất vào tủ hay là cái gì đấy thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nếu nếu mọi người chụp màn hình lại ấy, thì người ta có thể hack vào điện thoại của mọi người và lấy được cái mật khẩu mã ví này này. Cái này rất quan trọng mọi người nhé, cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà mất cái này là coi như là tài khoản ví là mất luôn, không bao giờ lấy lại được mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mọi người ấn tiếp cho em vào cái combat mọi người nhé. Ok. Thì bây giờ mọi người sẽ điền đúng thứ tự vào. Ok, mọi người ấn cho em confirm nhé. Ok, đã xong rồi mọi người nhé. Ok, ấn go it. Thì bây giờ mọi người sẽ ấn thêm cho em cộng MNC. Cái đầu mọi người nhé. Cái con đầu là có 4 AI này. Cái con chat đầu tiên nhé. Mấy cái này không phải nhé. Ok. Ấn ken nhé. Ok, bây giờ em sẽ vào app để rút cái đầu này về mọi người nhé. Thì mọi người ấn vào cái MNC nhé, lấy cái mã ví của nó để rút copy. Ok, mọi ấn qua app, ấn đây cho mình. Ok, mọi ấn vào chỗ này nhá. Đây đây, ấn vào đây nhá để thêm cái mã ví ADD nhá. Rồi thêm ạ. Ok, cái này ấn vào đây Messenger nhé. Để cho nó gửi cái mã về cái Gmail ấy để mình rút nhé. Sweet. Ok, mở sẽ ra ngoài cho em. Ấn ADD vào nhá. Đấy, ấn vào đây. Phải chọn mắc. Đấy. Min là 500 mọi người nhé. Thì bây giờ mọi người đã làm xong ấy, mọi người ấn submit. Đấy, min là 500 nhá. Ấn xuống biết xong rồi nhập mật khẩu là xong mọi người nhé. Ok, thế thì mình chúc tất cả các bạn kiếm được nhiều cái đồng MLC mọi người nhé.